Này Hoàng ơi. Hả? Hôm nay nhá, chơi điện tử mệt nghỉ luôn. Bố tao mai mới về. Đấy, bố tao bảo nhá, đường về đang bị tắc. Đấy, chiều chơi điện tử nhá. Ý giời ơi, lại điện tử. Ý giời, việc cái gì? Chiều đi nhá. Thế ông có đi không? Đấy, 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 anh Hoàng, anh Hiếu nhá. Suốt ngày đi chơi điện tử, bố anh Hiếu không ở nhà, nhưng còn mẹ Ngọc, em bảo mẹ Ngọc á, mẹ Ngọc ra đánh tân. Con này, tao có gây sự với mày đâu mà mày cứ phải thế. Phải thế cái gì? Thế là tốt cho anh đấy. Ừ. Tốt nhất là chờ anh ở nhà gọi chúng chó đi, để em còn đi chơi với cái Thảo. Ôi giời ơi, mày thôi đi nhá, đi chơi với con Thảo. Có mà mày đi chơi với cái thùng rác bị huyết sáo ấy, đừng có hòng qua mặt tao nhá. Anh buồn cười nhở, ai bảo với anh thế. Chiều nay em chả đi chơi với cái Thảo, đúng không Thảo? Chiều nay đi nhá. Ờ, chị Nhung ơi, tết ba em rủ chị đi chơi, chị bảo là chị không đi mà, sao bây giờ lại bảo đi chơi? Thảo, em lại hại chị rồi. Trời ơi, giấu đầu hở đuôi à, hôm nay mày thử bước chân ra khỏi cổng xem nhá, mồm tao gào hết công suất luôn. Ở nhà thì ở nhà em cắn gì đâu, nhưng mà anh đi mà cọng chúng chó. Chó má gì, chiều đi chơi điện tử đấy, chứ còn gì nữa. Thôi anh Hiếu ơi, anh không phải rủ đâu, mất công lắm. Tại vì chiều em có cọng chúng chó thì anh Hoàng cũng phải đứng cầm vòi phun nước, gớm, có lâu mới đi được. Nhung ơi, em bảo, đêm nay bố em chưa về kịp đâu, ở nhà có mỗi hai anh em, sợ ma lắm. Hay là tối nay chị sang ngủ với em nhá. Sang ngủ với em á? Ờ, được ấy nhở, thế tí chị về chị xin mẹ chị luôn. Này, kể cả mẹ cho mày đi nhá, nhưng mà tao không cho mày đi, ở nhà không có đi đâu hết. Con gái con lứa đêm hôm không ngủ ở nhà là không được. Anh cứ làm như là anh to nhất nhà anh nhở. Em hỏi mẹ mày đồng ý rồi thì anh không còn quan trọng nữa. À không quan trọng mà, mày cứ đợi đấy. Ôi, thôi được rồi, tảo lao qua đi, về đi, về 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 đi. Ô, chú Chiến kìa, sao nhở? Một anh thấy sao khổ quá mà, hai anh muốn về nhà, ba em thấy em đấm, bốn em đấm, xong rồi đuổi đi. Anh lạc trôi, đi về đâu là anh âu càng sầu. Ô, chú Chiến, sao thế chú? Mà chú cầm cái giấy trên đây chú. Chú đi tìm chó lạc. Ô, thế hả? Ờ. Khổ thân con chó. Khổ thân như con chó, chú mới là người khổ đây này. À, đúng rồi. Bây giờ nhá, chú Chiến mà không tìm thấy chó ấy, vợ không cho về nhà. À, mà cái này đơn giản mà chú. Bây giờ nhá, chú chỉ cần đi dán tờ rơi. Đấy, chú đặt tiền chuộc cao vào. Ui, kiểu gì chả thấy. Ui dồi ôi, cái vấn đề nó không phải ở đấy. Vấn đề là vợ chú đánh chú. Chú dối, chú bỏ đi. Vâng. Thế hôm nay thấy nó dán tờ rơi, tưởng dán tờ rơi tìm chú, hóa ra nó tìm con chó. Ui dồi, nó không phải con chó. Mà chú ơi, cháu bảo nhá, bây giờ chú có muốn vợ chú đi đón chú về không? Cháu có cách đấy. Cách á? Cách gì? Bây giờ cháu bảo chú đi ra ngã ba, đấy, rẽ phải tầm 3 bước rồi. Xong rồi chú đứng ướt ngực lên, chú gào thật to là tao cần tất cả chúng mày. Đấy, xong chú đứng im, dù gì chú cũng phải đứng im. Đấy, xong cháu đảm bảo nha, vợ chú ra đón chú về ngay, cháu thề. Thật không? Ui, thật mà chú, cháu thề với chú luôn. Mà chú đi luôn đi cho nhanh chú ạ. Ờ, chú đi nhá. Vâng. Vâng, đứng rồi ướt ngực lên, gào to vào chú nhá. Vâng, ôi này Hiếu ơi. Hả? Ngã ba đằng kia, đấy phải 3 bước. Đấy là quán cơm đồ mà. Ừ đúng rồi. Tao cần tất chúng mày. Ê ôi, anh ơi. Tiên sự bố tao con ông đại nhá. Mày xui tao cả khi ở quán cơm đồ, để vợ tao đến nhặt xác tao về à. Ui anh em nhà mày ơi. Chạy đi. Ừ đây chị chuẩn bị xong rồi. Chị có mang cả quần áo á, để mai có đi học luôn đây này. Tí chị sang nhá. Này, ai cho mày đi mà mày sắp sách vở với quần áo như thật đấy hả? Đương nhiên là mẹ cho em đi rồi. À, thế mày xin mẹ rồi đúng không? Thế mày đã xin bố chưa? Cái mặt này chắc chắn là chưa xin bố rồi. Mày mà chưa xin bố mày đã đi nhá, mai khỏi phải về luôn. Anh lại sai rồi. Em xin mẹ, mẹ đồng ý rồi. Sao em sang xin bố, đương nhiên là bố không đồng ý. Nhưng mà em nắm giữ bí mật của bố, thế nên là em chuẩn bị đi rồi. Ây da, mày liều thật. Mày dám uy hiếp cả bố cơ à? Mày... bí mật là gì ấy, bảo anh với. Nghĩ gì? Anh đang nghĩ gì đấy? Chiều phá bản năng của em mà em bảo anh á, là mơ đi. Mày. Con kia. Úi dồi ôi, mày. Úi dồi ôi, ốc thế chứ gì. Con gái con đứa đêm hôm có ngủ ở nhà thì đi lên tay đi. Dạ đây. Dạ cho em. Đèn đây. Hê. Hả? Đèn đây. Nhung thế à? Ngạc nhiên chưa? Sao anh lại sang đây? Sai chứ. Tao tính rồi, tao sang đây nhá, 10 phút mà chưa thấy mày đâu thì chắc chắn là mày đi gặp thùng rác bếp huyết sáu của mày.
Lúc đấy nhá, tao sẽ gọi cho mẹ và mày không cần phải về nhà nữa. Ủa em gì? Anh nhá, chị Nhung, chị đến rồi à? Đi sang phòng em ngủ đi, kệ các anh đấy. Này, kệ chúng nó, đi ngủ đi. Ê này, ngủ nghe gì giờ này, đi học đã. Ông nào nhỉ? Người ta bảo rồi, nhập gia tùy tục. Ông sang đây, ông ở với tôi thì ông phải theo cái nếp sống của tôi chứ để học hành gì giờ này, ngủ. Này, không nói nhiều, đi học nhá. Ngủ, học hành gì? Để nói nhiều thêm nhỉ? Đi học đi. Bố mày nhờ. Nhanh. Hey. Giỏi ấy. Tưởng sang đây trốn được học, cuối cùng sang vẫn phải học như bình thường. Này nhá, tôi mà biết ông sang đây thế này á, còn lâu tôi mới cho ông sang. Học đi, giỏ sách vở ra. Cái làm như nhà mình ấy, nói nhiều thế nhỉ. Chị Nhung ơi, em bảo tí nữa chị ngủ chị nhớ ôm em nhá. Không ạ, em sợ ma lắm, nhớ con ma nó kéo chân em thì chết đấy. Làm gì có ma, mình ngủ một mình thì em ngủ kiểu gì? Thì nhá, em để cái gối ở trên, hai cái gối hai bên và con gấu này ạ, để ở dưới chân ạ. Con ma không sợ đâu. Mấy ông này làm gì mà cười ghê nhỉ? Sao xem đi. Mát phết chúng mày nhờ. Chẳng thế đâu mà. Xem thôi. Tuần tới điện, tuần cắm lại. Ôi trời ơi. Nhanh lên. Ờ rồi. Đấy. Đi vào, kéo lên. Chúng mày ơi, tao thả bom được không? Tao đầy bụng quá. Ôi, này, thôi, bịt mít nó lại. Mày, đừng đứng nữa. Ôi, tuần trên điện rồi. Tuần, cắm ấy. Cắm. Ủa điện nhà mày lỏng thế. Nhà tao nghèo. Tao thả bom nhá. Ôi, công đừng lại. Quất tử. Đấy, đừng rồi, đang lên rồi. Đấy, lên rồi, Phong ơi. Thế à? Đấy. Ổ điện bố tao chưa sửa. Đấy, tất cả do ổ điện lỏng ấy. Vui nhỉ? Rốt. Nhà tao chồng rồi. Lại tuột ổ điện đấy. Lần này là không cắm nữa. Đi ngủ. Đi ngủ đi. Cho này chán rồi. Chán lắm rồi. Ngủ đi. Anh đi ngủ mất rồi. Để ăn vui. Thôi, đi về đi chị Nhung đi. Hai con này xong rồi. Đêm nay tao đố chúng mày ngủ được đấy. Này chúng mày, hả? Đi dọa ma chúng nó không? Đi. Ai? Ủa? Từng đứa ra một nữa rồi. Ai à? Ấy, đồ đây rồi. Cái à, được phết đấy. Mỗi thằng cái đeo vào. Thằng Tuấn, cho tao cái đấy. Thằng Hoa, đeo vào. Ấy trời ơi. Ấy à, được đấy. Giật cá. Tuấn này, ông là con ma gì ấy? Tao ạ. Tao là ma bóng. Bóng ma. Còn tao nhá, tao là Mario Zozasuan. Tao nhá, tao là Marakeng. Thôi, đi. Đi. Tu, cho nó chúng nó ngủ đã. Đúng rồi. Đây, tao có thêm cái này cho nó ghê rợn này. Kìa, thằng nào kéo quần tao đấy, tụt bây giờ, tụt đã mũi chung rồi. Nhưng mà tối quá, tao không nhìn thấy gì cả. Trời ơi, học cho nó lắm vào xong thì cận. Chọc tao đi. Hai đứa đâu nhỉ? Đây rồi. Chuẩn bị nhá. Chị Nhung ơi, mấy ông đấy á, còn nhát gan hơn chị em mình á chị Nhung nhở? Chứ còn gì nữa, anh Hoàng nhà chị siêu sợ ma luôn. Bình thường ở nhà nửa đêm á, toàn gọi bố chị đưa đi vệ sinh thôi. Hôm nào bố chị đi trực á, thì y rằng không đi vệ sinh cho té dầm luôn. Uầy, kinh đấy chị Nhung, lớp 12 vẫn té dầm á? Ừ, té thường xuyên luôn. Chụt chết rồi. Anh Hoàng dặn chị là không được nói với ai, chị hứa rồi. Chị lỡ nói với em rồi,
em đừng nói với anh Hoàng nhá. Chị cứ yên tâm, em giữ bí mật mà. Nhớ đấy nhá. Đi sang ạ, chưa mấy ông ấy vốn nữa cho bỏ tức. Vâng, đi. Nhà ông có ba mà ông chả bảo tôi trước. Tôi còn không biết thì tôi bảo sao được ông. Thật ra là tôi không sợ ma đâu. Tôi thấy các ông run cho nên là tôi run cùng cho nó vui thôi. Ở nhà tôi nhá, tôi toàn đêm ấy, tôi toàn trông cho con Nhung đi vệ sinh thôi. Đấy, nhà tôi có mỗi con Nhung sợ ma đấy chứ tôi không sợ một tí nào luôn ấy. Thật á? Ừ, tôi không sợ tí nào luôn, tôi thề đấy. Thì nãy tôi giật mình ấy là do các ông hét to quá thôi. Ừ, cứ cho là như thế đi. Thế nhưng mà... Yêu ơi, anh nhà ông có tỏi không? Cho tôi xin ít. Tỏi làm gì? Tôi đeo vào cổ cho đỡ sợ ma. Tỏi nhà tôi có, thế nhưng mà tận dưới bếp. Ui, bếp xa lắm. Ông đi đi. Đây. Có đèn này. Này. Hoàng ơi, ông không sợ ma, ông đi lấy tỏi cho tôi cái. Ờ. Lấy. Ông điên à? Tôi không sợ ma, thế nhưng mà mấy con khác tôi vẫn sợ mà. Nhỡ ở dưới đấy có quỷ hay là yêu quái thì sao, đúng không? Tôi sợ ma lắm. À, tôi sợ mấy con đấy lắm. Không đi đâu. Đi ma, lấy cho tôi đi ma. Không, không đi đâu, sợ yêu quái lắm. Không đi đâu. Nhìn mặt ba như mặt thằng đần á. Đáng đời nhở. Ai bảo định giỡn ba bọn em? Giải à? Ai còn yêu quái kia? Cút về phòng cho bọn tao ngủ, nhanh! Vâng, bọn em về luôn. Hoàng, sao ông cứng đơ thế? Hiếu ơi. Gì? Ông có cái quần nào cho tôi mượn? Hiếu ơi, Hiếu! Thằng Hoàng nó đái ra quần rồi này. Trời ơi, Hoàng ơi. Thế mà bảo không chậm mà đái cả ra quần. Đợi tí. Lấy quần cho nó đi. Được chưa? Được rồi. Bây giờ đứa nào ra tắt điện đi để ngủ. Đi đi. Được rồi, tao tắt cho. Này. Thôi, để điện cho nó an toàn. Cái thằng này á, thôi được rồi, thế thì để đi. Để chứ. Cái gì đấy? Cái gì bay đấy? Chị bà. Cái gì bay đấy? Chắc không có gì đâu. Ôi, như thế mà không có gì. Không có gì. Cái gì? Ôi, lại hai con mặc giặc chúng mày à? Cút về phòng nhanh! Bọn tao là trò đùa chúng mày đấy à? Hả? Anh Hoàng ơi, nhìn cái mặt anh sắp khóc đến nơi rồi kìa. Từ giờ em gọi anh á là Hoàng hoảng hốt. Đừng có để tao khóc ra đây nhá. Đừng có để tao đánh cho chúng mày xong chúng mày khóc nhè nhá. Cứ về phòng đi, cả con Thảo nữa. Nhanh lên. Vâng, thay các anh ngủ ngon. Này con này, vừa va vẩn. Nãy tôi không kiềm chế, tôi đấm cho mỗi con một nhát rồi đấy. Nhảy, chút đi ngủ. Ngủ đi. Hiếu, sao ấy, đi ngủ đi. Mày vớ cho tao cái quần trong tủ ấy. Ôi trời ơi, tưởng thế nào. Thôi lấy cho tao đi, khổ quá rồi. Tự nhiên mày giặt thêm cái quần. Nên đấy cười tao. Rồi đi ngủ. À khoan, chưa ngủ được. Con Thảo nhà tao, nó thích đùa dai. Và nó rất thích cái vẻ mặt của bọn mình khi mà sợ hãi. Chắc chắn nó sẽ sang đây trêu phát nữa. Ôi, phải cho nó một bài học. Thôi, ai lại đánh con gái? Mày bị điên à? Tao có bảo phải đánh nó đâu. Thế nào? Đợi nó sang đây nha. Xong rồi á, chùm chăn vào, cốc cho nó vài phát, cho nó ấm chán đi. Xong rồi á, bơm cho nó vài quả rắm, cho nó hít nó nở phổi ra. Được đấy. Tao cũng muốn cho con Nhung một bài học.
cái tội là mách mẹ đánh tao à? Thế nhưng mà làm thế nào thì làm nhanh nhanh nhá, mai tôi còn đi chấm sao đỏ đấy. Yên tâm, trả thù xong một phát nhá, ngủ luôn. Để tao biết tao đẹp nhá. Ừ, được rồi, được rồi. Rồi, vào vị trí đi, vào vị trí. Vào vị trí này. Nào, cho tự đi nghe. Hồi chung vào hoàng, tuôn bật điện lên, xuống đây, xuống đây. Tao xuống rồi, mày chờ, mày chờ chờ mày. Mày chờ chờ. Từ từ. Hả? Sao có mất một đứa này? Tại sao thế? Hả? Ôi, ai đây? Ai biết? Ôi, các anh chết chắc rồi. Bố bảo mai bố mới về mà. Tao không về làm sao tao biết được chúng mày nghịch loạn trong đêm thế này hả? Mày lớn đầu hôm từng này mày không biết bảo em, mày lại bày trò để cho em đúng nghịch. Ôi không, mày ơi, bố ơi, con đùa, bố ơi, con đùa rồi, đi học đi anh Hiếu ơi. Rồi ôi, anh Hiếu. Cái gì đấy? Mày chán sống à? Hả? À, tối qua tao đã bị bố đánh sưng hết cả đít khó ngủ rồi. Giờ mày còn đánh cái đít tao. Các anh định rủ tao đi học muộn à? Mà giờ này vẫn còn ngủ. Giờ đi học đi. Mày anh Tuấn, sao lại ngủ đất thế? Ôi dồi, sáng rồi đấy à? Gớm cái thằng Hiếu á, nó cả đêm anh chả ngủ được. Mà vừa chập mắt được tí thì thằng nào đẩy anh xuống đất lúc nào không biết. Ôi giời, em thích cái anh Hoàng em. Anh Hoàng ngoài cái tật sợ ma với cả tề dầm ra còn có thêm cả cái tật đạp người khác xuống giường nữa à? Sao? Chị dặn không được nói với ai cơ mà. À chết, em quên. Chị dặn em không được nói anh Hoàng là tề dầm với lại sợ ma. Nhưng mà em lỡ nói mất rồi. Ui dồi ôi, con Nhung, tao đánh cho mày học người luôn. Mày thôi, đi học kiểu muộn. Mày không được. Ui dồi, chúng mày ơi, hồi này nhá, trộm cắp lộng hành thật đấy. Nhà Thắm nhá, hôm trước mất ngay cái vại nước mắm à. Nhà chú Chiến thì mất ngay con chó Thiến. Còn nhà bác Cường thì mất luôn cân đường. Đấy, mày thấy kinh chưa? Chắc là trẻ con nó ăn trộm vặt anh Hoàng ạ. Ừ, rồi, thế thì mày không biết rồi nhá. Đây là trộm thực sự chứ không phải là trẻ con đâu. Mà nhá, nó vào nhà ai á mà không lấy được đồ gì nhá, nó sẽ... Ui, anh Hoàng ơi, nói nghe kinh đấy. Kinh cái gì, thật đấy, mẹ bảo thế mà. Mà nhá, cái thằng trộm này rất buồn cười, nó ăn cắp theo thứ tự này, ăn cắp theo chỉ kim đồng hồ này. Hôm qua nhà thằng Long Tổ vừa kêu mất trộm xong. Ô thế nhà anh Long Tổ mất cái gì anh? Nhà thằng Long Tổ á, mất cái đồng hồ. Ô thế em là Thảo, chắc là nhà em chỉ mất cái chảo thôi anh Hoàng nhỉ? Không, nhà mày ấy là nhà ông Đại, cho nên là sẽ mất tất. Anh đừng có mà tào lao, nhà ông Đại thì phải mất cái vại thì nó mới vần chứ. Thế thì mày không biết rồi, thằng trộm đến nhà mày ấy, nó lại không thích lấy dao vần nữa, mà nó thích lấy tất đấy. Không, chỉ mất cái vại thôi. Mất tất. Không, mà làm như anh là thằng trộm ấy nhở, sao anh biết lấy tất? À, thì ta đoán thế. Thôi, cãi nhau mãi, mà anh Hoàng ạ, vừa nãy anh đã hứa là ta không cãi nhau nữa, nếu cãi nhau ta làm chó. Thế mà từ nãy giờ nhá, cãi nhau với Thảo mấy lần rồi, là con gâu mấy lần rồi. Tao hứa là không cãi nhau với mày thôi nhá, chứ còn người khác tao hứa đâu. Ôi giời ơi, thôi, cãi nhau mãi, mà cái thằng Hiếu á, đi học kiểu gì suốt ngày bị phạt lên phòng giám thị. Nó bị phạt nhiều, tao cũng bị mắng lây thế này. Anh có nghịch cái gì đâu mà bị mắng. Thì anh bị mắng bởi vì anh là bạn nó mà chả bảo được nó. Mà thôi đi về đi mọi người đi. Kệ anh Hiếu, cho anh Hiếu về sau, nắng lắm rồi. Rồi. Này Thảo ơi, khéo tối nay anh trộn vào nhà mày đấy. Cẩn thận không bê cả người mới đi chết. Còn lâu đi, anh đừng có mà dọa em. Nhà em nhá, có bố em này, có anh Hiếu này, có con Lu này, có con Miu này. Trông nhà hơi bị tốt đấy. Anh đừng có mà dọa em nhá. Trời ơi này, nó bê cả nhà mà đi luôn đấy. Hai anh Hoàng ơi. Con này, cẩn thận đấy nhá Thảo nhá. Thảo, anh Hiếu đâu, sao không đi chơi thế? Anh Hiếu nhà em đi bán lan với bố rồi chị ạ. Chắc là tối muộn mới về. Ui dồi ôi, thế thì nhá, tối nay nhá, thằng trộn nó vào nhà mày chắc luôn. Tao bảo có sai đâu mà, định mệnh rồi. Anh vẫn cứ trêu nó. Thảo, tối nay em ngủ một mình à? Vâng, khổ thân con Lu với lại con Miu nhà em. Bố em với lại anh Hiếu đi vắng á, khéo nó chả ngủ được mất. Mày cứ nói thế, con Miu với cả con Lu nhà mày á, chúng nó mà biết cãi, chúng nó cãi ngay đấy. Tao tưởng mày mới là người sợ. Em không sợ đâu. Úi giời ơi, mày xem trên trán mày kìa, in rõ chữ sở ơ sơ nặng sợ. Thế mà còn cay là em có sợ đâu, gớm gớm. Sợ thì cứ nói là sợ, sao phải ngay. Thì em cũng hơi sợ thần.
Vì nhà em nhá, toàn lan quý thôi. Em sợ trộm nó không bê được hết á, nó lại vất vả. Thôi, em đừng nói nữa. Càng nói á, nó càng nói ra cái sự tồi tệ của em. Chị bạn này, chị sẽ chia sẻ cho em kinh nghiệm ở nhà một mình lâu năm của chị. Khoan. Trước khi Thảo Tồ nghe kinh nghiệm ở nhà một mình của con Nhung, thì ta muốn góp thêm một câu chuyện liên quan đến một cô bé môi giày nào đó. Này, anh Hoàng nhá. Tao kể chuyện về một cô bé môi giày nào đó, chứ tao không kể đến cái mồm dê của mày mà mày nhảy dựng lên nhá. Không liên quan đấy, đừng có mấy ý kiến. Nó là như thế này. Hôm đấy, cô bé môi giày mới ở nhà một mình. Bố mẹ và anh trai sang bên bà nội ăn cỗ chưa về. Bỗng có một tiếng chó sủa vang lên. Đấy, cô bé mới chạy ra ngoài cửa, hét lớn: bố mẹ cháu, anh trai cháu không có nhà đâu. Con bé này ngu thật mà. Ngu mà. Thế nhớ tiếp tục à. Thế là bọn trộm nó mới cất khóa hiên ngang đi vào nhà. Đấy, nó bảo với cô bé là: bố mẹ cháu bảo các chú vào lấy đồ đi để sửa. Thôi thế là con dê thế là cô bé môi giày mới đứng nhìn các chú ấy khuân từng đồ của nhà mình đi một. Rồi cuối cùng nhá, cả gia đình về thấy nhà còn đúng cái nịt ấy. Không những thế, cô bé còn chạy ra khoe với bố mẹ rằng: bố mẹ ơi, hôm nay con còn trong nhà cho người ta khuân đồ đi sửa đấy bố mẹ ạ. Chị Nhung đúng là tồ mà. Sao lại để người ta cắt khóa như thế? Mình ở trong nhà, mình có chìa khóa, mình đem ra mở là được mà. Ôi dồi ôi, Thả Tố ơi, anh nghĩ là mày không nên nói gì nữa nhá. Không các bạn cười cho đấy, bọn anh nhục lắm rồi. Anh Tuấn, em nói đúng mà. Đúng, mày nói đúng mà. Được rồi, mọi người cứ chơi em mãi, mọi người chẳng biết cái gì cả. Chính vì em như thế, nên là em có kinh nghiệm rồi. Em mới đang dặn Thảo là khi ở nhà một mình thì nhất định không được cho ai biết là mình đang ở nhà một mình, nhớ chưa? Vâng, em nhớ rồi. Em sẽ không cho ai biết là em ở nhà một mình. Ôi ơi, này, mày hét to thế cả cái làng đi biết đi, không ai biết cái nỗi gì. Em quên mất. Mà các anh chị ơi, tối các anh chị sang nhà em học đi. Học xong mình chơi cho vui. Ôi dồi ôi, này, mày nói luôn là bảo anh chị sang cho đỡ sợ đi, lại còn mày đặt sang học xong chơi cho vui. Anh nhá, anh không sang đâu. Bởi vì là hôm nay anh phải ôn bài. Chị Nhung à, thì để chị về chị hỏi mẹ chị đã. Tuấn tỉ tỉ. No. Tối nay có mưa sao băng. Tao phải ở nhà ngắm, tao không sang đâu. Chán thế. Chị Nhung, chị cố gắng xin mẹ chị sang ngủ với em nhá. Không em sợ lắm. Em chán lắm. Thôi được rồi, để chị cố. Vâng. Chị Nhung làm gì lâu thế nhở? Lu, chờ tao. Lu, cái con này sao sủa lắm ấy nhở? Thảo ơi, mặc đồng với chị Thảo ơi. Chị Nhung. Chị Nhung, chị đợi em một tí, em ra bác con Lu im một. Lu xinh, mõm xinh mím chặt, ok. Chị Nhung ơi, chị ngồi lui vào trong. Bây giờ hai chị em mình xem phim ở nhà một mình đi. Em hâm à? Đã ở nhà một mình rồi, thế lại còn xem phim ở nhà một mình, sợ chết đi rồi. Nghe chị nói xong ngôn ngữ của em cảm thấy mông lung quá. Mà tóm lại là xem phim khác đi. Có mỗi bộ phim em xem đi xem lại mãi không thể chán à? Chị á, khéo em phải đặt cho chị cái biệt danh là Nhung Tồ giống em thôi. Thế bây giờ em hỏi chị nhá, nếu cái việc gì mà chị chán á, chị có làm đi làm lại không? Không. Thế chị cần bảo em là xem đi xem lại không thấy chán à? Không chán thì em mới xem đi xem lại chứ. Nếu mà chán em đã xem phim khác rồi. Bây giờ đến lượt mày. Vì cái ngôn ngữ của mày làm chị cảm thấy mông lung rối rắm quá. Mà mày xem mãi không chán thì cứ xem phim khác đi. Tại vì chị chán rồi. Vâng, thế tùy chị cho đi. Thế xem phim ma cho đỡ sợ nhá. Ủa, em tưởng chị thế nào? Trộm đã sợ rồi, bây giờ xem phim ma để đái ra quần à? Không, yên tâm đi, chị đóng mỉm rồi. Thế thì chị xem một mình đi. Mà chị Nhung ơi, mình có nên bắt chước thằng bé trong phim thiết lập một mớ bẫy trong nhà để đề phòng tên trộm không? Em đúng là tồ truyền kỳ. Em trộm ở ngoài đời làm sao giống trong phim được mà bẫy. Mà chị nghĩ là cũng không nên đâu. Chỉ số IQ của em thấp như thế á, thấp dưới cả trung bình luôn. Chị sợ khi làm bẫy xong á, bọn mình dính bẫy chứ không phải trộm đâu. Chị nói thế, chỉ số IQ của em cao mà. Được rồi, thế nhưng mà chị nghĩ tốt nhất là không nên làm bẫy biết gì hết đâu. Nhưng mà em vẫn tò mò quá chị Nhung ạ. Không biết là cái thằng trộm trong phim nó có ngu như thằng trộm ngoài đời không nhỉ? Thì chắc là cũng ngu như thế đấy. Vì bình thường thì ai dạy gì mà đi ăn trộm. Vâng, chắc là như thế. Làm nghề gì không làm, đi ăn trộm làm gì cho bị ghét ra. Hai con bé kia,
Tao nhịn chúng mày lâu lắm rồi đấy nhá. Chúng mày bảo ai ngu đấy hả? Đấy, chị Nhung, chị thấy chưa? Em bảo chị đừng có xem phim mà chị lại có xem nữa. Sợ quá. Chị biết được đâu á. Ai mà biết được đi xem phim ma lại gặp ma thật. Mà nhà em kiểu gì á, lúc nào cũng có ma. Sao hôm nào là gặp ma hôm đấy thế? Chúng mày bị ngu à? Đây không phải ma mà là trộm. Ôi trời ơi, trời ơi, chó nhà em nuôi để làm gì mà ma vào nhà cũng không sủa, trộm vào nhà cũng không sủa thế? Em không biết nữa, nay nó sủa lắm quá, em nhốt vào bếp kín mít tao chả nhìn thấy gì mà sủa cả. Ôi mẹ ơi, tôi chết rồi. Im, chúng mày là bẩm hơi bị nhiều rồi đấy nhá. Anh trộm ơi, anh chỉ là trộm thôi chứ không bắt cóc với lại giết người đâu đúng không? Tao là trộm chân chính, không bao giờ làm mấy cái việc đấy nhá. Vậy thì may quá. Này hai con kia, chúng mày nhìn thử vào mặt tao xem tao có ngu không? Mà chúng mày nãy giờ ngồi chửi tao như hát hay thế hả? À, không, không ngu thật ạ. Mà anh trộm ơi, nhà em thiếu gì chỗ nấp đâu, sao anh nấp dưới gầm giường nhà em? Gầm giường nhà em á, anh Hiếu anh hay đá dầm lắm đấy. Khai ơi là khai á. Úi ôi, thế mày bảo tao mới nhớ. Nãy giờ núp ở dưới này á, mùi khai khăm khẳm không chịu được. Mày bảo ngay thằng anh mày bắt con nhện về nướng lên ăn cho nó khỏi đáy dầm đi nhá. Úi ôi, chứ theo cái tình trạng này á, những cái thằng trộm chân chính như tao có khi viêm xoang đến chết mất ấy. Hóa ra ngoài ăn trộm ra anh còn kiêm cả lang băm nữa à? Có đấy, ai gọi là lang băm hả? Người hiện đại ấy, người ta gọi là bác sĩ, đúng chưa? Thôi đi, anh đừng có mà mồm điêu. Bác sĩ đời tiền, ai đi ăn trộm? À, thế mày chưa nghe câu làm vì đam mê à? Hả? Tao là bác sĩ, thế nhưng mà tao là bác sĩ thú y. Trước khi là bác sĩ thú y, tao có tạt cái nghề ăn trộm một tí. Thế nhưng mà bây giờ nhá, tao nhớ nghề, lâu lâu chưa làm, tao làm lại một tí cho đỡ buồn không được à? Mà thôi được rồi anh trộm ơi, nhà có gì thì anh lấy luôn đi, anh lấy hết đi cũng được. Nhanh đi mà em xem phim, đang xem phim mình vào rắn đoạn quá. Ừ chị Nhung, đây là nhà em đấy, mặt đổ vẻ bố em đánh chết. À, quên mất. Anh trộm ơi, nhà em nghèo lắm, chả có gì cho anh lấy đâu. Anh sang nhà chị Nhung á, nhà chị đấy đầy tiền, anh á cũng lấy thì cũng lấy. Chị em thế ạ? Ờ hay cô đấy, tao đã bảo ấy là tao làm vì đam mê đó. Cần gì phải có giá trị tao mới trộm. Mà chúng mày còn nhỏ, chắc chúng mày không hiểu đam mê là gì đâu đúng không? Được rồi, để tao giải thích cho chúng mày biết đam mê là gì. Đam mê chính là chìa khóa của thành công. Có đam mê, con người ta sống với mục đích. Có ước mơ, có hoài bão. Đam mê giống như một ngọn lửa cháy ở trong tim. Trong tim, nó hối thúc ta mỗi ngày, làm ta có thêm động lực, nhiệt huyết. Đam mê làm ta tích cực hơn, siêng năng hơn, không từ bỏ mục tiêu đã đề ra. Vì đam mê, chúng ta sẽ không ngừng theo đuổi con đường mình đã chọn, mặc dù biết thành công chẳng bao giờ dễ dàng. Nếu không có đam mê, chúng ta sẽ dễ dàng từ bỏ. Đam mê chính là chất xúc tác thành công. Đấy, đam mê là như thế đấy. Chúng mày hiểu chưa? Nãy giờ tao nói như thế mà chúng mày không hiểu á? Tai chúng mày để đâu ấy hả? Chú ý vào được chưa? Bây giờ tao sẽ nói lại một lần nữa này, từ đầu đến cuối, nghe cho rõ nhá. Đứa nào mà không hiểu chết với tao đấy. Cho mày nói. Anh ơi, anh quên anh là trộm mà. Anh có phải giáo viên đâu mà anh cứ giảng đi giảng lại mãi. Tao thích làm giáo viên. Thế nhưng mà cuộc đời tao đưa đẩy tao làm ăn trộm ấy. Hả? Mày có thích ý kiến không? Hả? Thôi anh lại mồm điêu. Nãy anh bảo anh là bác sĩ còn gì? Giáo viên là chính, trộm là đam mê, bác sĩ là chủ yếu, được chưa? Có mơ ấy. Bây giờ tao sẽ dạy lại thuyết đam mê một lần nữa. Đứa nào mà chưa thuộc nhá, tao cắt lưỡi, được chưa? Nghe nè. Đam mê là chìa khóa của thành công. Rồi, chúng mày đã hiểu chưa? Ôi trời ơi, tôi kể như thế mà chúng mày vẫn chưa hiểu á? Chúng mày đã thế nhá, tao sẽ ra tay. Ê, chú ơi, chú bình tĩnh. Không, cho báo công an để bắt chú đấy. Chú nhá, chú mà làm gì bọn cháu, cháu về cho bảo anh cháu, cảm ơn chú lắm cháu. Ôi ôi, mày qua đường mỉm không ướt quần đấy. Đúng là hai con nhát gan đấy. Anh Hoàng, anh hết trò nghịch à? Anh Hoàng á, mà anh bảo anh bận ôn bài cơ mà, sao lại làm gì? Bận cái gì? Đích thân mẹ nhá, bảo tao sang đây để giám sát mày, hiểu không? Việc học của tao thế, gác sang một bên, đấy. Nhớ đâu mày lại không sang đây, mày lại sang nhà cái thằng Tùng Giáp biết biết sáo ấy. Nhà mình lại có thêm một quả bom nổ chậm để chết à? Anh ạ. Đúng là hai con nhát gan. Con ma đâu rồi?
tôi hết con bóng này rồi. Tỉnh 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 tỉnh. Tỉnh đi, tỉnh đi. Tỉnh 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 tỉnh. Anh Tuấn á. Thảo ơi, Thảo ơi, mày đi đâu đấy? Em đi thay quần, anh quá đáng lắm. Con bóng này. Cái thằng bên đây này. Mà anh bảo là anh ở nhà đi cắm sao con khủng gì mà. À sang đây làm gì? Sang đây á, xong rồi á, sao nó bay đi mất nó không cứu ước ấy không? Hả? Tao ngắm xong rồi, mà tao cũng ước xong rồi. Này, mày ước gì đấy? Ước được thành con gái à? Không, tao ước chúng mày bên đây giống tao. Ai ui, ai ui. Anh cười cái gì? Hết vui rồi nhá. À, mày có tin mày cười nữa tao dán mồm mày lại không? À thì thôi, không cười nữa. Cái lũ nhát gan, có thế mà cũng sợ. Ê, trò này vui phết. Dậy đây, tỉnh đây, tỉnh đây. Tế anh, ôi giời ơi. Có mỗi tấm vải trắng mà chúng mày sợ thế hả? Một lũ chắc gan. Này, chúng mày, không thể để con bóng cười chúng mình mãi thế được. Cho nó biết thế nào là lễ hội đây. Mày, vẫn lâu, ôi, chúng mày dừng lại đi, Tao xin lỗi, tao chưa rồi. Thôi được rồi, tha cho nó. Bên tao chụp về đây. Chúng mày bạn bè mà chưa ác thế. Chắc anh Dương không ác nhờ, gớm. Đùa như anh á, bọn em mà tin biếu đi viện hết rồi. Chêu tí. Tuấn ơi, không lừa được bọn tao nữa đâu, bỏ đi. Không phải tao đâu. Thôi đi anh Tuấn ạ, chả anh làm thì ai làm, bọn em chẳng sợ đâu. Đúng rồi anh Tuấn ạ, bỏ đi, hết thú vị rồi. Nhưng mà tao thề, không phải tao mà. Diễn sâu mất đấy. Ai, mày gọi Long Tổ đến dọa bọn tao đúng không? Trò này cũ mềm rồi nhá. Nhìn tao này. Ma với tao à? mà bay đầu luôn để nhờn với tao. Bọn nhát gan này. Khái quá. Mày ở nhà trong nhà cái kiểu gì đấy hả con? Hả? Chó thì nhốt vào trong bếp, người thì ngủ không biết một cái gì. Trộm vào sách mấy giò lan của bố rồi. Không sao đâu bố ạ. Ôi dồi, bao nhiêu tiền của tao đấy mà mày bảo là không sao á. Hả? Mày thích trả cho tao đập cho mày một trận bây giờ. Lớn tướng bằng từng này không biết trong nhà. Mà ở nhà 3-4 đứa chứ không phải một mình đâu. Để nó vào nó khanh mất mấy giò lan rồi. Chơi cái kiểu gì mà nó vào nó lục tung cả nhà lên. Nhà mày mà có két sắt chắc nó bê thì chắc mày không biết đâu nhá. Con bảo là không sao mà bố. Ôi giời, vẫn còn không sao được là thế nào nhỉ? Hả? Thế bây giờ không có lan, tôi lấy gì tôi bán để lấy tiền cho hai đứa đi ạ? Hả? Bố không phải đi bán lan nữa đâu. Vì con đầy tiền. Đầy tiền á? Con đang nằm mơ đấy à? Không, con nói thật mà bố. Đây. Cái gì đấy? Con không biết. Sáng con thấy rơi ở nhà mình ạ. Ôi giời. Này, không ở ví của thằng trộm ấy. Thôi được rồi, để bố đi báo công an. Ê, Thảo, thế thằng Hiếu nhà mày đâu? Chắc lại đi bán lan trên huyện của bố mày rồi à? Vâng, mà các anh chị ơi, con ma mà hôm qua chúng mình nhìn thấy đấy, không phải ma đâu, tên trộm đấy. Bố em báo công an bắt được nó rồi. Ú, thế á? Mày thế? Thế là không có ma thật à? Làm mà em cũng sợ, tể ướt hết cả quần. Ôi dồi, Thảo, tao thấy cái mùi khai nó nồng nặc ấy. Không, không phải đâu. Một mình em làm gì khai như thế? Có cả góp sức của anh Hiếu nữa đấy. Thảo, sao phòng em lại có anh Hiếu góp sức đấy dầm? Thì cái nói phết đấy, có mình ở đấy dầm chứ làm gì có ai. Mà thôi, hôm nay chắc là em lại phải ở nhà một mình đấy. Các anh chị sang nhà em chơi nhá. Không. Sao lại thế à? Sang nhà em vừa đau tim vừa mất ngủ. Sang nhà mày vừa mất ngủ vừa đau tim. Sang nhà mày mất ngủ đau tim vừa. Các anh chị ơi, em không muốn ngủ một mình đâu. Em có xài với ai đi đưa? Em có làm cái gì đi đưa? Nếu các bạn trả giá. Cũng phải trả giá. Hương rừng thơm đôi vắng, nước xuôi trong thầm thì Thảo tổ nay hơi đói, cất bánh mì ngay đi. Ơi, lá cây xanh đấy nhỉ? Thảo,
chị cho em này. À, thế nhưng mà thôi, chị ăn đi. Em không thích ăn bánh mì này đâu. À, thế thôi. Thế nhưng mà em cưới chị nên là em ăn. Em xin. Trời ơi, lợn này hay lươn lắm. Có bánh ăn thì cười, lợn gì ăn như gió, đó chính là em tao. Này, anh hiểu nha, em không phải lợn đâu. Ôi giời, thế mày không phải lợn, mày là cái gì hả? À? Em là Phương Thảo, xinh gái đáng yêu học giỏi, được bố yêu, được bạn bè quý nhá. Ôi giời đấy, chúng mày thấy không? Hôm nay con lợn biết cãi à? Anh hiểu, em cấu chết anh. Ôi giời ơi, chết lại cấu. Anh đứng lại. Chúng mày có đi về không? Cái thằng Hiếu ấy này, mày cứ chơi với mày mãi thế. Chưa rồi đói nó khóc là mệt đấy. Mà con Nhung này lạ nhờ, có bánh mì không ăn đi cho cái Thảo. Em không. Ôi em gái của anh bị sao đấy hả? Có chuyện gì nhá, nói ra cho anh biết đi, để anh cười vào mặt cho. Em đang suy nghĩ anh ạ, em khó xử quá. Bây giờ em hỏi anh cái này nhá, xem nếu như là anh thì anh sẽ làm như nào. Ừ, nói đi. Thì bạn em ạ, nó đang thích một cái thằng nó xấu tính lắm. Nói chung là chả được nước non gì cả. Nhưng mà mỗi lần gặp mặt bạn em thì tỏ vẻ như kiểu là cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Bây giờ em chẳng biết làm nào nữa, không biết là có nên vạch mặt nó ra không ấy. Ui dồi ôi, có thế không? Phải nghĩ, mày bạn bè thế à? Vạch mặt luôn, hả? Thật anh? Chả thế thì sao? Cái loại như thế nhá, phải vạch mặt luôn, hả? Chứ không cứ để nó lừa con gái nhà người ta thế là không được. Được, thì em đi đây. Ơ, này, đi đâu đây? Em đi gặp chị Thám để vạch mặt anh. Này, tao là con người xấu tính mới giả tạo bao giờ hả? Chỉ là tao gặp Thám thì tao là con người tốt hơn thôi nhá. Mày đứng im đấy, mày cấm chạy đấy mày. Mày thế, mình không có em gái. Mày quên là mày cũng là một cô em gái của anh Dương à? Anh Dương chả khổ vì mày quá còn gì nữa. Anh ấy, cũng đúng. Thôi, gớm nữa, lại đuổi nhau rồi. Chúng mày có đi vài không? Hết đứa này đến đứa kia. Đúng rồi đấy, anh đừng đuổi em nữa, mệt quá. Này, tao nể thằng Tuấn tao mới không dồn mày nhá. Chứ không phải là tao mệt đâu đấy. Một anh thấy nó chạy cái hướng này, hai anh mới bị tuột giày, xong anh cúi xuống cái nó lặn thật nhanh. Anh thì đi tìm ra, xong anh cho nó vài vụt. Chạy đâu nhỉ? Hay không? Qua mà. Ê! Ôi cái gì vậy? Chúng cháu chào chúa. Thôi. Chú ở đây. Chúng mày có thấy thằng nào mặt nó ngơ ngơ nó chạy qua đây không? À, không thấy thằng nào ạ. Thế sao đây, nhìn chú căng đấy chú. Chú đang nấu cái nồi cao. Thế là cái thằng mặt ngơ ngơ đấy nó đến, nó đòi cướp nồi cao của chú. Chú không đưa cho nó, thế là nó oánh chú. Chú gọi người quay nó, thì nó bẻ cổ mấy người đấy luôn. Không thì nó chạy mất. Ủa ơi, thằng đấy nguy hiểm lắm. Chúng mày cẩn thận nha, nó gặp nó bẻ hết cổ chúng mày đấy. Ôi giời ơi. Thôi, không thấy thì thôi nhá, để chú đi tìm tiếp đây. Tao mà thấy thì tao bẻ gãy cổ luôn. Ôi giời ơi. Đâu nha. Ôi giời ơi. Này, nghe sợ phết đấy nhở. Ôi giời ơi, cũng sợ đấy. Thế nhưng mà cái này sợ hơn. Cái gì? 12 rưỡi trưa rồi. Ôi giời ơi. Bây giờ con về ăn cơm ăn chiều đi học muộn đấy. Ôi giời ơi. Ngay mà, bảo chiều kiểu gì cũng đi học muộn. Muộn thật. Ai biết đâu. À, Hiếu ơi, nhỡ chiều đi học về anh em mình gặp cái thằng mà ngơ ngơ nó đuổi đánh chú Chiến ấy, ui dồi, nó bẻ cổ anh em mình sao nhở? Ôi giải thế phải hỏi. Thế thì nhá, cổ mày ấy sẽ vuông góc với xương sống chứ sao. Mà này, nghe chú Chiến kể nhá, thằng đấy ấy nó hung hãn lắm, nó đánh một lúc bao nhiêu người cơ mà. Mày nhá, nó chỉ bẻ có phát thôi, gặp ông bà ông vải luôn. Ui dồi ôi, chết rồi, chiều nay có mỗi hai anh em tao ở nhà ấy, bố mẹ tao lên viện thăm ông bà rồi. Nhớ nó lẻn vào nhà nó bẻ cổ thì sao nhở? Thì đầu mày cổ mày vuông góc với xương sống, bảo rồi cứ hỏi mãi đây nhở. Này, chiều tối anh em mình sang nhà tao chơi nhá, rủ cả thằng Tuấn sang nữa cho vui. No, tao không muốn cổ vuông góc với xương sống đâu, nó phải thẳng hàng cơ. Mày bạn bè thế à? Rõ ràng là bảo là anh em sống chết có nhau, mày làm thế không được đâu. Thôi được rồi, thế để tao nghĩ. Giời, bạn mới trẻ bè thế phải nghĩ. Chẳng nghĩ không ạ? Viết đi ra. Vừa viết vừa nghĩ đi. Các anh chị ơi, nãy em sang đây nhá, em vừa đi em vừa sợ, vì em sợ là tên kia nhảy ra bể cổ em. Nãy anh đi, anh cũng gặp chú Chiến. Chú Chiến dặn là phải cẩn thận vào, phải cửa đóng then cài,
chứ không á, nó mà cáu lên á, nó vào nó bẻ cổ một phát. Ui dồi ôi, ở trong làng kia mấy người bị bẻ cổ rồi đấy. Ui dồi ôi, Thảo ơi, thế thằng Hiếu nhà mày đâu hả? Nó mà không đến là tao cạch xít nó đấy nhá. Anh Hiếu nhà em nhá, phải sấy lông cho con Lu xong mới sang được anh ạ. Ờ, sao thằng Hiếu lại phải sấy lông cho chó là thế nào? À, con Lu nhà em nó mải đuổi theo con gà máy mơ, không để ý thế là ngã bố nó xuống ao anh ạ. Ui dồi ôi, đúng là chủ nào từ đấy tổ như nhau ấy. Anh Hoàng ạ, lâu lắm rồi em không ngắt xuống ao đấy, em khác xưa rồi. Trời ơi, khác xưa cả. Ôi Như Hoàng ơi, Như Hoàng ơi, cái gì đấy, cái gì đấy? Ai biết được thì tao ở trong này với mày mà. Nhưng mà hay là cái thằng kia nó vào nhà mình anh nhở? Mày bị điên à, nhà mình khóa cửa rồi lo cái gì? Khóa chưa? Anh bị làm sao đấy? Anh đi ra ngoài mở cổng cho anh Tuấn mới thả vào, em làm sao biết được? Thế là chưa khóa rồi. Chết rồi, làm gì đâu. Em đưa anh đây, em không giống bị bẻ cổ đâu. Mà khoan. Nhớ không phải tên đấy, mà là tên trộm thì sao? Trộm á? Đúng rồi Nhung ạ, phải xuống luôn đi, chứ không nhớ nó mà là trộm nhá, nó bê hết đồ đi, mẹ anh chết đấy. Nhưng mà bây giờ đi xuống không phải trộm mà là cái thằng mà chú chết mặt thì sao? Thì cứ xuống xem thế nào, chứ không bây giờ bình thường mọi ngày mày lành chanh lắm cơ mà hôm nay xoắn thế. Thì không được đâu, bây giờ em chơi như này phải tự nhiên nó bẻ để cái xấu thùng rác chê em ấy, không được đâu. Nó không chê đâu, chỉ có mày á, mày nhát gan nó mới chê thôi, hả? Thật không? Chả thật thì không à, bọn con gái chúng mày nhá, đứa nào mà vô dụng ấy, con trai bọn tao nhá ghét cực kỳ luôn. Thế nhưng mà nhá, con gái mà dũng cảm một tí á, con trai bọn tao nhá mê chữ ê kéo dài luôn. Thôi rồi, em sẽ đi xuống, chết với em. Được cái đó, đi. Nhung ơi, Nhung ơi, mạnh mẽ lên, cà rút của mày á, thích như người mạnh mẽ lắm. Vâng. Mày làm gì đấy? Mấy viên bi châu của tao ấy chui bóp vào gầm giường thằng Hoàng ấy này. Mày bé mày chui vào lấy tao cái. Ôi thôi em xin anh ơi, gầm giường anh Hoàng á, anh Hoàng cái dầm đầy ra đấy á, trong đấy á có một ao nước tiểu kìa, em mà thò tay vào đấy á có mà ngu hết người. Đi rơi vào đấy rồi thì tốt nhất là anh bỏ đi, không khai lắm không dùng đâu. Ôi trời ơi, kinh thế, nãy giờ tao cứ khua tất dưới gầm giường ấy. Ôi trời ơi. Mà anh Hiếu ơi, nãy anh vào đây anh có thấy ai không? À, cái gì? À, ai là ai? Thì bọn em đang nghi ngờ cái tên ngu ngơ ngơ mà hay bẻ cổ người chú Chiến đi tìm đấy, nó lẻn vào đây anh ạ. Ôi giời, thật á? Nhung ơi, cái thằng kia nó lẻn vào trong nhà mày rồi á, thì bây giờ mình ra ngoài đường đi, ra ngoài đấy cho an toàn. Anh hâm mà bây giờ nó chưa vào nhà em mà nó đang ở vẩn ngoài đường, ra đấy cái gì nó mạng. Cũng đúng nhở, thế nhưng mà phải kiểm tra cái tiếng động lúc nãy xem là tiếng gì đi chứ. Lúc nãy á, em nghĩ là nó làm đổ cái gì đấy rồi. Tao cũng nghĩ thế. Tiếng á? Tiếng này à? Đúng rồi. Ôi dài ấy. Thì tao vấp vào cái này xong bi của tao mới lăn tất gặm giường mà. Cái gì? Ôi dài ơi, thế mà không nói sớm làm người ta đau hết cả tim. Ê, chúng mày xuống tìm cái thằng ngơ ngơ kia. Chúng mày có hỏi tao là tìm tiếng đâu mà tao nói sớm được. Thôi được rồi, giờ mọi người cứ lên kia đi, để em ra cổng khóa cổng lại cho chắc. Đi. Kiếm cái gì chơi bây giờ nhỉ? Học trước chơi sau. Ông già à? Mà tôi học ở nhà rồi xong tôi mới sang mà. Kiến thức ấy không bao giờ là thừa hết nhá, hiểu không? Thế nhưng mà nó... Ô. Nhung à? Ông già à? Nhà nó vì gì nó phải gõ? Hay là tên hay bể cổ người các anh nhỉ? Ôi. Ai đây? Tuấn đây, mày ra mở cửa đi. Ôi, mày điên à? Tại sao mày có thể sai một cái đứa nhát gan như tao ra mở cửa được? Mày đi mà mở. Nhát cái gì? Đi ra đi. Ai đây? Ra đi. Không, còn lâu. Ra đi. Vui quá xá là vui. Dọa cho chết khiếp ai lấy cũng đều sợ ma. Đi đây. Đừng quay lại. Em Hoàng,
đang kiếm tí rồi à? Rồi cái gì? Tao đi thay quần. Thế mà cũng bày đặt ra cho người khác. Này, không biết chú Chiến chú có bắt được tên kia không nhở? Cứ lông bông ngoài đường thế nguy hiểm chết. Từ sau á, chắc em không dám đi đâu chơi mất. Em sợ bể cổ lắm, nghe kinh chết đi được. Ủi giời ơi, việc cái gì? Bình thường cổ mày nhá, đã 45-50 độ so với cột sống rồi. Giờ bị bể thành 90 độ à, tao nghĩ không đau đâu. Anh nhá, cổ em như thế bao giờ? Chả thế à, cái lúc mày cãi nhau với tao nhá. Mày cãi tao thế này này, cổ mày vểnh lên mặt mày ngửa ra thế này. Anh hiểu nhá, em không bao giờ như thế đâu nhá. Ôi, đây. Chúng mày thấy tao nói đúng không? 45-50 độ luôn này, đúng không? Đúng. Cái gì ạ? Hay là đứa nào lại bày trò dọa nhau đúng không? Hâm bà, bày trò cái gì? Thôi được rồi, điểm danh con số xem nào. Tuấn có. Có Nhung có. Thảo có. Thiếu. Thằng Hiếu đâu? Tao đây. Giải Hiếu ấy. Chính ra nhá, mày mà không ở đây tao đỡ sợ hơn đấy. Sao lại thế? Chả thế thì không à. Mày không ở đây nhá, thì cái tiếng động ở ngoài kia kìa, có thể là còn do mày. Bây giờ mày ở đây rồi, cái tiếng động đấy là do ai? Miu, là Miu của em. Ui, tôi xong rồi. Quả này nhá, thằng kia nó vào đây, nó bắt mèo của mày đi nấu với rau má đấy. Anh á, không được đâu. Em không để Miu gặp nguy hiểm được. Mọi người đi với em. Đi. À, thì ra là có mèo lạ vào, hai con đánh nhau. Ui giời ơi. Mày đấy, tao mà tưởng ấy, lên đây gặp cái thằng kia nó ở đây thì chắc xin vinh biệt cụ. Ai. Trời ơi, sợ cái gì nhỉ? Cho mình chả mèo nhìn ghê chết thì được. Mèo ngoan nào. Anh ở đâu tới mà đẹp trai thế? Này! Mày bị rồ à? Hả? Đứng dậy đi! Nó là cái thằng mà chú Chiến đang tìm đấy! Mày muốn nó bẻ cổ mày 90 độ không? Thật á anh? Ừ! Anh ơi! Cổ em đây! Ôi. Vì anh đẹp trai nên là em cho phép anh bẻ cổ em đấy! Nhưng mà đẹp trai thật đấy! Lại được cả con bóng này nữa! Mày quá còn nhung duyên nhà tao nó không sao? Ôi, vừa mới nói xong. Tao xin phép được rút lại câu nói vừa rồi bằng cách tự vả vào mồm mình một cái. Mọi người đang nói gì thế? Tại sao mọi người lại sợ hãi tôi đến thế? Giờ vẫn còn hỏi, chả sợ không à? Ông đến cho chú Chiến bẻ cổ mấy người, lại còn cướp nồi cao của chú ấy nữa. Ông đó vào tận rừng của tôi để bắt hổ về nấu cao. Chẳng lẽ tôi không có quyền đòi lại sao? Cao hổ! Tôi đến bảo ông ta dừng lại, ông ta không dừng lại, còn gọi người vây bắt và đánh tôi, bảo mang tôi ra dọc xiết bán. Tôi vì tự vệ nên mới làm thương người khác. Chú Chiến điêu thật đấy. Mà nhá, lại còn dám săn bắt động vật quý hiếm. Quả này chú Chiến bóc lịch rồi. Sao lại còn đổ oan cho anh đẹp trai nữa? Anh ơi, tốt nhất là anh đi về rừng đi. Chứ anh ở đây không chạy mãi được đâu. Tôi đang cố gắng tìm đường về, nhưng tôi không biết đường. Ui giời ơi, thế thì để bọn tôi ấy, sáng mai đưa ông ra bìa rừng sớm nhá. Vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn mọi người nhá. Có gì đâu. Tôi cảm ơn mọi người nhá. May là có mọi người, không thì tôi bị bán cho giạt xiếc rồi. Thôi, ơn huệ cái gì. Ông đi đi, nhá. Từ sau có hiêu nai hổ báo gì ấy, nhốt cho kỹ vào, không mất lại khóc. Chào mọi người, tôi đi đây. Này, làm gì mà đi vội thế? Người ta cho đằng ấy mấy cái bánh này, cầm đi đường mà ăn. Cái này là cái gì? Bánh, xảo ngốc thế. Ăn vào mới có sức mà đu dây chứ. Dài ấy. Anh em bạn bè đối há mồm ra chả cho. Thấy trai đẹp mà tớn lên. Kệ tao. Thôi, tôi đi đây. Bye bye. Dạ Thảo, có đi cùng anh người rừng không? Vào đấy mà làm công chúa rừng xanh. Thôi, em ở nhà làm công chúa của bố là được rồi. Nhưng mà sao người rừng
lại nói tiếng người văn minh giỏi thế nhở? Còn này, đạo diễn bắt nói thì phải nói chứ sao? Thôi, đi vào đi. Về đi. Ê, thả ra, tôi nấu cao ngựa mà chứ có phải nấu cao hổ đâu. Ôi ôi. Ôi ôi, ôi này chúng mày. Quả này nhá, chú Chiến bị nhà nước cất kỹ rồi. Thôi đi vào đi. Ôi chết rồi.